Anh à, ngày nào anh cũng dậy sớm như vậy, không thấy mệt hả? Sớm cái gì, giờ là trễ giờ uống thuốc của con rồi đó. Cũng tại bà không à, xà nẹo hoài, không cho tôi dậy. Thì tại em không muốn anh dậy sớm, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chứ lại con uống thuốc giờ nào cũng đâu có sao đâu, đâu có cần phải uống đúng giờ mão canh năm đâu. Có ai muốn cầu kỳ vậy đâu bà, thì tại thầy thuốc kêu mình làm vậy, cho nên tôi mới làm vậy thôi. Con khỏe mà anh mệt cũng vậy. Tôi mệt hả? Nó mà hết bệnh, nó hết khờ, tôi mệt cả đời tôi cũng chịu. Nè, chính ra thằng Tài á, nó có được một người cha nhanh là nó có phước dữ lắm à. Phước cái gì bà ơi, phải chi mà hồi đó. Là nhắc chuyện đã qua rồi. Ủa mà sao bà không ngủ nữa đi, bà dậy chi sớm? Anh dậy rồi thì em ngủ cũng không được, khó ngủ lắm. Trời ơi, khó ngủ lắm. Làm như hồi còn cái tuổi 35 vậy. 45, 50 là tuổi hồi xuân, anh có biết không? Biết. Lúc này em thấy ốm hả? Ốm mới đẹp, mập xuống quắc. Ui dạ. Trời ơi, bà đẹp ơi, bà đẹp. Đưa đây coi, coi có sao không? Em bị phỏng rồi. Ra đây, đi ra đây. Đau quá à. Nhúng tay vô cái lu nước nè, cho nó đỡ phồng. Nhúng vô đây đó hả? Đúng rồi, nhúng vô. Bà nhúng tay vô. Nhúng nữa đúng hả? Rồi, nó đỡ phồng thôi. Ráng đi, từ từ. Nhúng vậy đủ chưa? Rét quá à. Ráng chút xíu đi. Ráng hết rét nè, đỡ phồng. Không sao rồi. Không sao đâu. Không sao rồi. Thôi được rồi, anh nấu thuốc xong rồi anh đem vô cho con nó uống thuốc đi. Em về phòng thoa thuốc rồi em nằm nghỉ một chút. Ừ. Chén thuốc mới cho nó rồi. Chào cha. Ủa, con đi đâu vậy? Không ở nhà đọc sách hả? Tại muốn đi ra chợ để mua sách đọc. Mà hôm nay đâu phải ngày đầu tháng đâu con. Ở nhà buồn quá à. Tại thích thì tại đi mua sách đọc thôi. Đọc sách mà đâu cần kiêng cử đầu tháng hay cuối tháng gì đâu. Vậy thôi uống hết chén thuốc này đi rồi đi con. Dạ. Gì vậy? Hửi. Vẫn như mọi ngày thôi con. Dạ.